Lê Phương bị đồn có thai với phi công trẻ. Nữ diễn viên mặc giản dị, thuần sắc không tốt khi dự họp báo sáng ngày 16 tây tháng 2. Sáng ngày 16 tây tháng 2, Lê Phương đến dự họp báo chương trình Ngôi sao phương Nam 2017. Vì kẹt lịch quay nên cô đến muộn. Trước đó, bạn trai Lê Phương là Phạm Trung Kiên có mặt từ sớm, anh liên tục gọi điện thoại cho cô. Lê Phương mặc trang phục giản dị và mang giày bệt, dù tươi cười nhưng mọi người đều nhận ra trông cô khá mệt mỏi. Vì vậy, Lê Phương bị nghi đang mang thai, tuy nhiên nữ diễn viên từ chối trả lời thắc mắc này. Lê Phương cho biết cô vừa trải qua một ngày lễ Valentine đầy ngọt ngào và hạnh phúc bên cạnh người yêu Trung Kiên. Cô được anh tặng một món quà rất dễ thương do chính tay anh làm. Cô tự hào khoe các món quà từ trước đến nay mà Trung Kiên tặng cô đều do anh đích thân làm. Cặp đôi bật mí, ngày tổ chức lễ cưới đã được cả hai lên kế hoạch, song họ không nói trước bây giờ mà sẽ chia sẻ đám cưới khoảng 2 tháng. Thời gian này, cả Lê Phương lẫn Phạm Trung Kiên đều tham gia Ngôi sao phương Nam với tư cách thí sinh. Tham gia chương trình năm nay là 16 nghệ sĩ gồm nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc, ca sĩ Trung Hậu, Dương Hồng Loan, Bằng Cường, Sơn Ca, Quang Đại, Lê Phương, Phạm Trung Kiên, MC Đỗ Phương Thảo, MC Phương Hiếu, MC Tú Trinh, MC Minh Đoàn, biên đạo Nam Long, biên đạo Lương Hòa, biên đạo Vĩnh Khương, biên đạo Trung Thảo. Chương trình Ngôi sao phương Nam 2017 phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 từ ngày 24 tây tháng 2. Chương trình gồm 13 tập, trong đó có 12 tập ghi hình và 1 tập chung kết xếp hạng được truyền hình trực tiếp. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!